Gần 2 năm nay, tại địa bàn huyện Tân Biên xuất hiện một mô hình sản xuất mới và tạo nguồn thu nhập ổn định. Đó là mô hình trồng chanh không hạt của gia đình ông Lê Văn Cuông, 55 tuổi, tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Với nguồn giống và hỗ trợ từ ngân hàng, năm 2014, ông Lê Văn Cuông đã mạnh dạn đầu tư trồng giống chanh không hạt Mexico theo tiêu chuẩn Global Gap trên diện tích 10 hecta. Sau 2 năm gắn bó, cùng với sự cần cù, chịu khó chăm sóc, sản phẩm chanh không hạt bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ông Cuông cho biết, cây chanh không hạt từ khi trồng tới lúc thu hoạch khoảng 20 tháng, chanh đầu mùa cho quả bóng, đẹp, vỏ mỏng. Tuy nhiên, mùa trái đầu thì chỉ lấy phân nửa, số còn lại phải cắt bỏ đi. Như vậy, cây mới xanh tốt, khỏe mạnh và cho trái nhiều. Theo ông Cuông, giống chanh không hạt cho trái quanh năm. Từ năm thứ 3 đến năm thứ 4, cây bắt đầu cho nhiều trái. Trung bình mỗi cây trên 1.000 trái. Giống chanh không hạt thường cho trái to, trái có vỏ mỏng, màu xanh sáng, nhiều nước và vị chua có mùi thơm. Trồng chanh không hạt có thể thu hoạch trên 10 năm, cây chanh mới bị lão quá. Giá bán loại chanh này tại vườn dao động từ 8.000 đến 9.000 đồng một ký, có lúc giá lên 42.000 đồng một ký vẫn không đủ đáp ứng theo đơn đặt hàng. Hiện nay, vườn chanh không hạt của ông Cuông được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Swiss Republic bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường, nên đầu ra của sản phẩm rất ổn định. Mỗi tháng, ông Cuông thu hoạch trái 2 lần, năng suất trung bình 15 tấn trên hecta. Trồng chanh không hạt đem lại doanh thu cho gia đình ông Cuông khoảng 135 triệu đồng hecta. Ông Cuông cho biết, ưu điểm lớn nhất của cây chanh không hạt là cho trái quanh năm. Nếu muốn cây cho trái tốt thì cần phải chăm sóc vườn tốt, tưới nước, bón phân đầy đủ là chanh ra bông có trái. Tuy sức kháng bệnh của cây yếu hơn loại chanh có hạt, nhưng chưa thấy loại cây nhiễm bệnh vàng lá gân xanh như các loại cây có múi khác. Bằng khoăn lớn nhất của ông hiện nay là ngân hàng nên cho vay định mức cao hơn, định giá tài sản thế chấp nhiều hơn, đồng thời lãi suất phù hợp hơn để ông đầu tư mở rộng trang trại chanh không hạt của mình. Trước khi tôi trồng cái này á, thì tôi cũng có một cái sự quan hệ với một công ty, họ bao cái sản phẩm đầu ra cho tôi bằng cái giá sàn, rồi sau đó họ đưa tôi đi xem một số cái mô hình thử, khi tôi thấy chắc rằng là mình làm nó sẽ có hiệu quả. Nếu mà tôi đủ tiền, đủ vốn và cái lãi suất thấp hơn thì tôi dám đầu tư mạnh hơn thì cái cây tôi có lẽ nó sẽ cho hiệu quả càng cao hơn nữa. So với giá thị trường hiện nay, chanh không hạt được xem là một trong những mặt hàng có giá khá cao, thường lái tới tận vườn mua với giá từ 14.000 đến 16.000 đồng một ký. Với mức giá này, người trồng chanh có được nguồn thu nhập khá, ổn định kinh tế gia đình. Hơn hết, đây cũng là động lực giúp nhà vườn áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh, chăm sóc phù hợp, đặc biệt là tác động cho chanh ra trái nghịch mùa, nghịch vụ để đạt giá trị kinh tế cao và cần được khuyến khích phát triển trên địa bàn huyện Tân Biên nói riêng, tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.